quà tặng hoa tiền của Hồ Văn Cường gặp sự cố. Nhiều nghệ sĩ cũng phải ngưỡng mộ sứ giả phòng vé vì điều này. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, đêm sinh nhật mới đây của Hồ Văn Cường diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, nam ca sĩ được sống trong tình yêu thương đông đảo của fan hâm mộ. Đêm sinh nhật cũng được truyền thông báo chí quan tâm về mức độ hoành tráng cũng như số lượng fan đến dự. Điều đặc biệt ở một tiệc sinh nhật hoành tráng này lại do fan tổ chức 100% từ A đến Z, điều hiếm có trong showbiz, nhiều nghệ sĩ khác cũng phải ngưỡng mộ nam ca sĩ ở điểm này. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, từ khi Hồ Văn Cường rời khỏi công ty cũ và dần quay trở lại sân khấu cũng đã hơn một năm. Mặc cho những lời nói xuyên tạc khó nghe từ phía anti-fan, như Hồ Văn Cường từ nay hát không ai xem, anti-fan còn dàn dựng nhiều tình huống để cản trở con đường nghệ thuật của nam ca sĩ. Nhưng từ đó cho đến nay các show diễn của Hồ Văn Cường đều cháy vé, đến mức ban tổ chức các sân khấu ca nhạc phải tăng cường cơi nới thêm các ghế xúc ghế phụ, khiến nhiều fan Hồ Văn Cường phải lên tiếng với ban tổ chức các đêm nhạc, mong muốn khán giả xem show của Cường phải được đảm bảo trải nghiệm xem show tốt nhất. Nối tiếp thành công các đêm nhạc của Hồ Văn Cường, mới đây show diễn tiếp theo của nam ca sĩ tại phòng Trà Mây Sài Gòn đã chính thức được đại diện SC Hồ Văn Cường thông báo cháy vé, trong khi đó còn nhiều khán giả vẫn đang tìm mua vé xem show diễn này. Chú Khôi Nguyễn, người đại diện FC viết, chúc mừng show 18 tháng 3 đã hết vé. Cùng vui vẻ chuẩn bị đu show 18 tháng 3 Sài Gòn nhé cả nhà thân yêu. Đây là show đầu tiên mở màn cho chuỗi show dài dằng dặc trong các tháng tiếp theo của năm 2023. Bó hoa số 2, Helen USA đã chuẩn bị trước đây cả tháng để tặng cháu Cường cho show 18 tháng 3, làm trước khi biết về quy định của nhà nước về quản lý đồng tiền Việt Nam. Rất đáng tiếc bó hoa làm quá đẹp mà không được mang tới show tặng, cũng là để giữ gìn tốt nhất không làm ảnh hưởng tới hình ảnh và fan của cậu bé. Sau nhiều trăn trở, Helen đặt làm tiếp bằng tiền ngoại tệ. Bó hoa số 1. Đó là các đồng đô la Mỹ đã được bỏ vào trong túi ni lông trong suốt và kết lại, đảm bảo không ảnh hưởng tới tiền và cũng là ngoài phạm vi quản lý tiền mặt của nhà nước về đồng tiền Việt Nam. Trong cái rủi lại có cái hên, thằng bé được nhận tận 2 lần quà tặng, thích nha. Đương nhiên bó hoa làm bằng tiền Việt sẽ được gỡ bỏ để thực hiện đúng chính sách của nhà nước. Số tiền gỡ ra sẽ trao đến tay thằng bé đầy đủ bằng hình thức khác. AD trêu cô Helen lại chơi lớn nha. Helen chỉ cười, em sẽ làm tất cả trong khả năng của em vì em thương thằng bé. À còn nữa, bó hoa số 3 Helen cũng làm để tặng riêng cho ca sĩ khách mời của show Tâm Huyết và Chu Toàn, thương lắm nha Helen. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận bên dưới bài chia sẻ của chú Khôi Nguyễn. Đúng là đã yêu thì tìm cách và yêu cũng đúng cách. Trân trọng tình cảm của cô Helen dành cho em Cường. Cảm ơn chú Khôi Nguyễn đã kết nối yêu thương. Chưa biết cô Helen như thế nào, nhưng mình thấy cô ấy đẹp và dễ thương vô cùng. Mãi yêu bé Cường nha cô. Cảm ơn cô Helen thật nhiều ạ. Mong một ngày gần nhất được thấy cô chụp ảnh chung cùng em Cường và gia đình xanh đỏ chuối. Chú Đăng Khôi chia sẻ cảm xúc sau tiệc sinh nhật Hồ Văn Cường. Gửi Hồ Văn Cường, ngày hôm nay khi mọi công việc đã quay trở lại bình thường, nhưng những dư âm vẫn còn vọng lại. Chú ngồi viết cho con vài dòng. Hạnh phúc lắm phải không con? Quá hạnh phúc là đằng khác phải không con? Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mà chú an lòng. Con đã trở lại thật rồi, một cậu bé khỏe mạnh trong thân hình mảnh khảnh, tràn đầy sức sống. Con đã gạt bỏ mọi tư lự và mở lòng để hòa cùng cả nhà fan thân yêu của con. Chú vui và đã ứa lệ khi nghe con nói về ba điều ước. Điều ước thứ ba, con mong rằng các sinh nhật nối tiếp sẽ gặp lại những khuôn mặt này, tưởng như đơn giản, nhưng nó là cả một quá trình dài đã trải qua và ngày hôm nay ở đây để nối dài mãi mãi. Con xứng đáng được mọi người yêu thương, sát cánh cùng con nhiều hơn thế nữa. Hãy tự tin nhé, hãy luôn là con, một cậu bé hiền lành ít nói, nhưng tình cảm, một cậu bé biết lắng nghe, biết nhường nhịn và quan tâm người khác, một cậu bé mang trên mình một gánh nặng to lớn mà không phải ai cũng hiểu, một cậu bé dũng cảm. Khen con nhiều quá chú cũng ngại, nhưng biết làm sao hơn được là những lời khen và động viên lúc này. Hãy luôn mỉm cười con nhé, cả những lúc chợt buồn vu vơ. Cuộc sống này luôn có những bất ngờ. Hãy đón nhận và nở nụ cười con nhé. Thương yêu và sẽ luôn bên con nhiều nhất có thể. Một vòng tay thật chặt có đủ ấm mùa đông. Một ánh sáng hừng đông xua tan đi bóng tối. Có một chút bối rối trong khắc khoải chờ mong. Chỉ còn ánh mắt trông khiến cho lòng nhẹ lại. Một chút còn vụng dại, một lời nói thân thương. Ra về thêm vấn vương, một bóng hình nhỏ dại. Thương nhau thì xích lại, mà bụng dạ tần ngần, dù rằng xa hay gần, chỉ cần nhau là đủ.
anti-fan can thiệp vào nội bộ FC Hồ Văn Cường, lôi kéo chia rẽ gây bức xúc. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mới đây chị Lệ trưởng nhóm FC Hồ Văn Cường miền Nam cùng một số fan đã lên tiếng bức xúc khi bị anti-fan tiếp tục điện thoại trực tiếp cho những người trong FC Hồ Văn Cường để lôi kéo, không được giúp đỡ Hồ Văn Cường nữa. Cụ thể chị Lệ chia sẻ trên trang cá nhân như sau. Để tôi kể mấy bạn nghe, đợt mà bà kia gọi điện rồi khuyên tôi kệ thằng Cường đi, đi theo nó làm gì, nó nói không tốt về cháu, ba là bốc lốc, vân vân mây mây, và dĩ nhiên là tôi hổng nghe. Mới đây, đã có vài người trong FC mà hay tặng quà, tặng tiền cho Cường, hoặc hay tài trợ cho FC, nói chuyện với tôi. Họ nhận được những cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cũng nói những điều gần như tương tự, khuyên bảo giúp những người nghèo đi, giúp Cường làm chi, Cường nó giàu rồi. Tụi nó nói mọi người không nghe, thì tụi nó chuyển qua hăm he hù dọa, nhưng những người mà người ta đã làm có tiền, thì tất nhiên người ta đâu phải dạng vừa, mà làm cái trò con nít chi vậy. Ồ thế nó được yêu thương nâng đỡ, chở che bảo vệ, mấy người khó chịu đến độ sân si một cách tiểu nhân, hèn hạ như vậy hả, chịu khó gọi điện từng người để cản trở luôn hả, dành quá vậy mấy má. Mọi người trong FC, những ai nếu có nhận được những cuộc gọi tương tự, dành thì nghe máy và ghi âm lại, phát lên cho FC nghe chung cho vui, còn không dành chỉ cần tắt máy và chặn liên hệ là xong mọi người nhé, không cần mất thời gian với mấy thứ cô hồn các đảng đâu nè. Sau chia sẻ của chị Lệ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận. Chị nhớ lại hôm trước, có người nhảy vào Facebook của mình, inbox của mình, nhắn tin phân tích cho mình. Mình có nhớ vào trang bạn ấy xem là ai mà lại nhảy vô inbox riêng, hóa ra là bạn này cùng nhóm Diễm Phạm. Trời ơi thằng bé Cường, nó ngoan hiền nó có hiếu với cha mẹ, vậy mà có người ganh ghét tị lạnh với nó là sao? Sao mà xấu xa thế? Hãy làm người đừng làm con nữa. Ai đó có suy nghĩ xấu với bé Cường thì hãy suy nghĩ lại và làm một con người. Đừng làm con nữa, những ai xúi và chửi bé Cường là xấu xa lắm biết không? Bởi vì thằng bé nó ngoan hiền thật thà, nó biết kính trên nhường dưới, nhìn thấy nó đã thương yêu nó rồi, chứ đừng nói là gặp để tiếp xúc nó, mới thương yêu nó đâu. Tôi rất đau lòng, vẫn xót xa khi thấy con trăng mắm tôm nó dí điện thoại vào mặt thằng bé nó hiền lành ngoan ngoãn, thế tại sao là một người lớn mà cứ đi hằn học với thằng bé là sao? Con cháu của các người ra ngoài, ai đó người ta cũng hằn học với con cháu và các người như thế. Thì các người nghĩ sao? Bỏ tính quỷ đi mà làm người nhà. Happy birthday Hồ Văn Cường. Tháng 3 mùa hoa gạo, cho lòng ta nôn nao. Nhớ một người, sinh vào mùa tháng 3 hoa gạo. Tháng 3 mùa hoa gạo, xuân lang thang đi dạo, hén tung cánh lượn trao. Ngày 16 ngọt ngào, vào tháng 3 hoa gạo, xuân 19 đón chào, cho nỗi nhớ xôn xao. Rạng sắc màu hoa gạo, tháng 3 mùa hoa gạo, nỗi nhớ lại dâng trào. Tuổi thơ bé lao sao, con đường vắng hôm nào. Tháng 3 mùa hoa gạo, nay không còn khờ khảo, tung cánh trên trời cao.